Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh quay trở lại với bãi kiểng của anh Nghĩa ở gần chợ Ba Xe, thành phố Cần Thơ hết cô chú. Giao lưu cùng cô chú anh chị mình hôm nay có một lô phôi mai vàng cây bonsai đế vip luôn hết cô chú anh chị ha. Bữa nay mình giao lưu hàng khủng cũng có nữa nha quý cô chú, với lại phôi tứ quý, phôi mai vàng phong cao nha quý cô chú. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Nghĩa ha. Số điện thoại của anh Nghĩa em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha quý cô chú. Cô chú anh chị mình để ý giúp em ha. Rồi xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu phôi mai hôm nay của anh Nghĩa luôn ạ. Em xin chào anh Nghĩa ơi. Dạ em xin chào chị Phương, xin chào tất cả bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay em có về được một số mai vàng với có một phôi mai tứ quý đó, muốn giao lưu với bà con đó, mong bà con ủng hộ em ạ. Địa chỉ của em là ở phường Trường Lạc, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0799958147, em tên Nghĩa. Số đó là số Zalo của em ha. Dạ. Rồi không làm mất thời gian của cô chú, đây là cây mai vàng mã số 1. Rồi mã số 1 luôn hả cô chú anh chị. Bonsai lùng lực luôn nha. Dạ cây bonsai lùng lực, cây đế khủng luôn cô chú ơi. Cộng rễ to to. Đế rất lực. Bỏ nôm đều hết trơn luôn. Nguyên kho đặc luôn. Trên này nguyên một bài đặc nha. Có cành luôn nha với cô chú. Dạ em xin thông số luôn nha. Rồi tiếng giờ đã thông số cho cô chú tham khảo ha. Hoành ngay vị trí này là 45 hoành. Dạ rồi 45 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao là 78. Dạ. Đường kính bầu là 64. Tổng hình đế là khoảng 1m7 nữa nghe cô chú. Dạ rồi. Nguyên cái hồi đế đặt luôn ha với cô chú. Hồi đế đặt đế lực không cô chú ơi. Nó bỏ nôm đều xuống hết trơn giáp bầu luôn. Chỗ nào cũng có đế hết. Hai cây này mình giao lưu giá bao nhiêu? Dạ đây là cây mai vàng mã số 1, muốn giao lưu với cô chú là giá 16 triệu bao ship cho cô chú toàn quốc luôn ạ. Dạ 16 triệu nha với cô chú. Cây này nhìn rất là lực cây nha. Cô chú anh chị mình đồng ý cây này liên hệ với số điện thoại của anh Nghĩa giúp em ha. Số 2 nha cô chú. Rồi tiếp theo là cây mai vàng mã số 2 nha cô chú. Cây này nó cũng quái quái luôn hết cô chú. Cây này quái quái, có rộng chiếc xe khá đẹp nha cô chú. Rồi. Dảnh dạ. Rồi đem ra tổng số cho cô chú tham khảo. Hoành ngay trí này là 37 yếu như 36 đi. Dạ, hoành được 36. Tổng chiều cao 55. Đường kính bầu 40. Đây cây mai vàng mã số 2, muốn giao lưu với cô chú là giá 3 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ạ. Dạ, 3 triệu hết cô chú. Cây này đâm một sống khỏe rồi cô chú anh chị mình yên tâm ha. À, mã số 3 là một cây mai tứ quý nha cô chú. Dạ, phôi tứ quý mã số 3. Cây này có cốt cành đều nha cô chú, dốc ngọn luôn ha. Cây này đế khá đế nha. Rồi, đem ra thông số cho cô chú tham khảo ha. Hoành ngay trí này 38 hoành. Dạ, hoành được 38. Tổng chiều cao là 118. Đường kính bầu 47. Đây là cây mai vàng mã số 3 là cây mai tứ quý nha cô chú. Dạ. Mã số 3 này muốn giao lưu với cô chú là giá 4 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ạ. 4 triệu chẳng luôn hết cô chú. Cây này dốc ngọn có chi cành luôn cô chú anh chị. Đế gom đặc luôn hết cô chú ha. Giờ em đổi cây luôn nha. Dạ rồi, tiếp. Mã số tiếp theo là tiếp theo là cây mã số 4 là một cây mai vàng nha cô chú. Phôi mai vàng cây này cũng quái quái lắm cô chú anh chị nha. Đế sổ nôm cao luôn ạ. Cộng rễ rất là to nha quý cô chú. Cây đế nôm quái cô chú ơi. Rồi đem ra thông số cho cô chú tham khảo nha. Hoành ngay trí này là 47 hoành. Dạ 47. Hoành 47. Tổng chiều cao là 76. Đường kính bầu là 63. Dạ. Đế sâu nôm là 28. Đây là cây mai vàng mã số 4, muốn giao lưu với cô chú là giá 8 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ạ. Dạ 8 triệu chẳng luôn hả cô chú anh chị. Đế nôm sổ cao cộng rễ lực nha mấy cô chú.
Nhìn nó quái quái lắm luôn ha. Rồi, em đổi cây anh nha. Dạ. Rồi, tiếp theo là cây mã số 5 là một cây mai vàng nha cô chú. Dạ, mã số 5. Cây này dáng bay đúng không anh? Dạ, cây dáng bay. Cây này nó có rễ nó bị lũa đó, hồi em cho cô chú tham khảo ha. Đây, rễ bị lũa em xử lý rồi hết rồi, không có một gì thêm nữa nghe cô chú. Dạ. Đang kéo theo rất mạnh. Nguyên một bệ đặc luôn nha cô chú. Dạ, nguyên bệ đặc, khá là đẹp. Rồi để em đo thông số cho cô chú tham khảo. Quành eo ngay chí này 52. Dạ, 52. Để em đo thử cái quành cũ. Quành cũ là 76. Dạ. Tổng chiều cao 59. Đường kính bầu là 48. Dạ rồi. Đây là cây mai vàng mã số 5, muốn giao lưu với cô chú là giá 7 triệu đồng bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ạ. Dạ 7 triệu hả cô chú anh chị. Cây này cái bệ nó rất đẹp nha cô chú. Dạ. Dáng bay luôn nha. Nhưng một bệ đặt ở trên này hai bàn tay không hết dạ. Luôn á cô chú. Không thấm thía gì hết trơn cô chú ơi. Bệ nó nguyên cái bệ nạc luôn. Dạ. Rồi, dạ, em đổi cây luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo là cây mai vàng mã số 6 nha cô chú. Dạ, phôi mai vàng mã số 6 siêu lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Đế khủng luôn. Đế rất lực. Dữ lắm, nguyên một bệ nha cô chú. Cọng rễ rất là to luôn cô chú anh chị. Nó đặt kẹo bên này luôn hết cô chú. Đế nó bỏ đều bốn mặt hết trơn cô chú ơi. Đặt dạ. Kẹo hết trơn, đế bắp lực không? Bắp tay em không? Dốc cây nhau với cô chú nha chị nha. Rồi đem ra thông số cho cô chú tham khảo nha. Quành eo ngay chí này là 62. Dạ, quành 62. Rồi đem đo nới cái quành nới tút ở trên đây luôn đi. Quành trên đây là 57. Dạ, rồi. Tổng chiều cao là 64. Đường kính bầu là 72. Đem đo tổng hình đế cho cô chú tham khảo luôn. Tổng hình đế này khoảng 1m9 nghe cô chú. Đế đặt kẹo luôn. Bỏ nôm đều giáp vòng hết trơn cô chú ơi. Dạ. Đế ra ngoài bỏ bấm bấm lại chân đẹp lắm. Dốc cây nha quý cô chú anh chị xem kỹ là phần đế giúp em ha. Cây cái bộ đế khá là đẹp. Hai bàn tay em đưa vô không tấm thía với bộ đế chứ. Dạ. Cô chú anh chị thích sưu tầm những cây phôi bonsai lùng lực thì mình chọn cây này là ok luôn hết cô chú. Dạ rồi, đây là cây mai vàng mã số 6, muốn giao lưu với cô chú là giá 27 triệu bao ship cô chú 200 km ha. Cây dạ. Này quá nặng cô chú ơi. 27 triệu cô chú anh chị nha. Rồi, em đổi cây ha. Tiếp theo là mã số 7. Tiếp theo là cây mai vàng mã số 7 của chú. Cũng là cây bonsai lùng lực luôn. Bộ đế rất là khủng của chú ơi. Cái này nguyên ngồi đế đặt luôn nha cô chú anh chị. Đế hai bộ lớp đế luôn, quá đặt hết. Đế sở cái cơm nơm cao mà đặt luôn nha cô chú ha. Rồi bên nào cũng có rễ hết cắm xuống nha cô chú. Để bỏ đều bốn vách tự nhiên của chú ơi. Rồi đem đo thông số cho cô chú tham khảo. Cái này đo hai vị trí nha cô chú. Quành ngay vị trí này là 64 quành. Đây đem cho cô chú xem tham khảo nha. Rồi đem đo nới quành eo tút ở trên luôn. Quành eo tút trên đây là 53. Đây quành eo trên này 53. Có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao là 79. Đem đo giót đọt thử. Giót đọt lại còn 15 nha cô chú. Dạ. Đem đo đế sổ nôm cho cô chú tham khảo luôn. Đế sổ nôm tới vị trí này đó là 29. Dạ rồi. Là tổng hình đế luôn. Cái này là bầu tới đâu đế tới đó luôn. Tổng hình đế khoảng 18 nữa cô chú ơi. Dạ. Hàng khủng luôn nha cô chú anh chị. Cây mã số 7. Dạ, cây mã số 7 này muốn giao lưu với cô chú giá 22 triệu bao ship của chú 200 km ha. Dạ, 22 triệu nha với cô chú anh chị. Cây chú... siêu đế luôn, đế dạ. Quá trời nôm. Điều đẹp của chú ơi. Mình liên hệ với số điện thoại của anh Nghĩa có trên phần mô tả với phần tiêu đề giúp em cô chú anh chị ha. Dạ, tiếp theo là cây phôi mai vàng phong cao mã số. Dạ, tiếp theo là cây mai vàng mã số 8 nha cô chú. Cây này phong cao. Dạ phong cao có cốt cành luôn cô chú anh chị. Một cốt hai thân song thân luôn cô chú ơi. Dạ. Cây này nó có cái cục bú như cái chén ở trên đó cô chú. Rất là quái.
Ủa trên đó như cái chén vậy đó. Có chi cành đều cái này cô chú anh chị mình chơi game cũng được không? Thì mình ghép cũng mau chơi hết cô chú. Dạ. Quay cho cô chú xem cái cục bú đó kìa. Rồi để yên giúp em ha. Quá trời cục bú bự hơn cái chén. Cào quá, gió không tới cô chú ơi. Cái này cũng khá là to hả cô chú anh chị, nhìn nó quái quái cây nha. Rồi chi cành đều tứ diện luôn hả cô. Rồi cây này có tổng chiều cao là hơn 3 mét nha cô chú. Dạ. Đây hết thước dây mà mới tới đây nè cô chú ơi. Mới chưa được nửa cây nữa. Này hơn 3 mét đó. Rồi đem đo đường kính bầu. Đường kính bầu nó là 79. Đem đo tổng cái quành cũ đo từ vị trí cho cô chú tham khảo đi. Cái này nó cũng khá là đẹp. Quỳnh cũ ngay trí này là 86. Dạ. Nghe cô chú. Rễ bỏ đều luôn nha. Dạ, rễ bỏ đều qua bỏ lực không cô chú ơi. Rồi đem đo cái quành thân. Quành eo nhỏ nhất luôn. Quành eo nhỏ nhất là 58. Dạ rồi. Đây. Dạ, vị trí nó là 58 đó cô chú. Dạ. Rồi đem đo nói trên luôn cho cô chú tham khảo đi. Cái này quành trên này là 51, đút trên này luôn. Rồi đây là cây mai vàng mã số 8, em muốn giao lưu với bà con là giá 25 triệu, em bao ship bà con 200 km ha. Dạ, cây phong cao, đế củ đặc, có cái cục bú ở trên này luôn hả cô chú anh chị? Đây nó bỏ đều bốn mặt luôn cô chú ơi, đế lực không à. Cây này em cũng mới về, chưa vệ sinh kỹ cây nữa. Dạ, 25 triệu là mã số 8 nha quý cô chú nha. Cây này có chiều cao là hơn 3 mét nha cô chú. Dạ. Nó cao quá em không có đo chính xác được đó cô chú thông cảm, mà em đo cô chú là hơn 3 mét. Dạ rồi. Em xin phép đổi cây luôn nha với cô chú. Dạ cây mã số 8 này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Dạ. Thì em cũng cảm ơn cô chú thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ, mong cô chú tiếp tục ủng hộ em ạ. À. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Dạ. Rồi hôm nay mình giao lưu là 8 phôi mai vàng hết cô chú, có 1 phôi phong cao đế củ đặc nha. Rồi. Với lại một số cây bonsai lùng lực nha cô chú, cây khủng, cây vip luôn nha. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Nghĩa ạ. À, mình liên hệ qua số điện thoại của anh Nghĩa có trên phần mô tả phần tiêu đề giúp em nha cô chú. À, em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.